Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại Đồng đang có mặt ở Mỹ Hương thuộc tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay Đồng được một người em giới thiệu cho Đồng một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đó là một thiếu nữ 14 tuổi, hơi bị khờ khạo, không có thể nói và không có thể nghe. Nhưng mà không biết bị ai đó lừa gạt và hiện tại thiếu nữ đó đã có con và sống trong một cái mảnh đất đậu ở nơi hoang vu lạnh lẽo. Hoàn cảnh đó như thế nào? Bây giờ Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Ở phía trước Đồng với quý cô chú anh chị là ngôi nhà của người cha, người mẹ cũng như người thiếu nữ khờ mà hiện tại đã có em bé. Hiện tại thì gia đình đang ở đậu trên một mảnh đất ở đây. Ngôi nhà thì rất là sụp xuệ và tạm bợ, nhìn rất là thương. Phía bên này thì là có một con kênh này. Bên này là đồng ruộng. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng Đồng vào trò chuyện với gia đình. Dạ, em chào anh chị. Chú chào con. Gia đình mình buổi trưa đang ngồi nghỉ mát ở đây ha. Dạ. Cho em xin gánh cái này để lại thu tiếng xíu chị, cho nó dễ nghe. Cái ghế cho em nó ngồi dễ dễ anh. Dạ, không sao. Dạ được rồi anh. Ôi vậy ạ. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em chào chị, hôm nay thì em được một người em Quân có giới thiệu cho em một hoàn cảnh của gia đình mình vậy đó. Thì em muốn tới trước tiên là thăm gia đình, sau đó là tìm hiểu về hoàn cảnh xem em có kết nối được với quý cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho gia đình anh chị và bé hay không. Trước khi trò chuyện thì chị có thể cho em biết chị tên gì chị hen? Chị tên Nga. Dạ, năm nay chị nhiêu tuổi rồi? Mới 38 tuổi à. 38 hả? Chắc do chị làm lũ nhiều nên 38 nhìn số tuổi hơi già hơn so với tuổi chị ha. Thì công việc hàng ngày của chị là làm gì? Ai kêu gì chị bằng nấy à. Rồi lúa còn nhỏ thì chị đi dặm lúa. Còn bây giờ dặm lúa xong rồi cái hai chồng đi xịt thuốc mướn cho người ta. Nghĩa là cứ ai kêu cái gì làm việc gì cái đó. Cứ làm gì làm đấy. Công việc không có cố định hả chị? Để một ngày vậy thì thu nhập có đỡ không chị? Bữa làm bữa không, dặm lúa ấy làm ruộng rồi bữa làm bữa không. Dạ. Ngày có nhầm khi trăm mấy cũng có mà 200 cũng có. Dạ. Là hai vợ chồng cứ làm lục đục suốt ngày vậy hả? Dạ. Thì đây là ngôi nhà của anh chị hay sao hả chị? Này chị đi bằng mướn á, rồi anh bằng mướn anh hỏi chủ đất cắt cái chòi ở đậu chứ. Dạ không ha. Dạ. Nghĩa là cái mảnh đất này của người khác ha. Người khác. Chỉ cho anh chị với bé cắt tạm để ở thôi. Trời ơi thương chưa. Rồi anh chị có nhà cửa gì không? Hồi đó chị ở trên ba không. Mấy thằng em đi bằng trên Bình Dương hết trơn, giờ em nó về rồi bây giờ thấy vậy đi, hai chồng xuống đây ở, bị em nó con nó cũng đông à. Rồi con thấy cũng khổ không à. Dạ. Rồi thôi cho em nó ở mà nhà ba cũng vừa cái căn nhà ở rồi chứ không có đất rộng. Dạ. Thì chị xuống đây chị hỏi ở đậu người ta. Dạ. cho rồi ấy cắt ở. Anh nhà thì tên gì chị ha? Anh Sơn. Anh Sơn năm nay nhiêu tuổi đây? Anh Sơn anh 50 rồi. Ủa sao anh Sơn lớn hơn chị nhiều vậy? Con giáp. Dạ. Lớn hơn con giáp ha. Dạ. Thì bên này là em bé này là sao chị? Con chị hả? Con của chị. Chị với anh Sơn giáp nối chứ không phải là con của anh Sơn. Nghĩa là dượng ha? Anh Sơn là dượng. Dạ. Bé tên gì chị? Bé tên bé Hiền. Chú chào Huyền. Huyền ơi. Ủa sao là sao chị? Nó không nghe, không biết gì, câm điếc luôn à, không có. Trời ơi. Em xin lỗi nha chị, em không biết. Không sao đâu, không sao đâu. Tại vì em thấy khuôn mặt của bé cũng rất là dễ thương. Câm điếc luôn á, không nghe hết á. Nên em mới hỏi để không sao đâu. Trò chuyện với bé vậy đó. Vậy là khi mình trò chuyện vậy thì bé cũng không biết gì hả? Nó muốn kêu nó là Gani. Nói chuyện vậy đó. Dạ, thì mỗi lần mà chị với bé Huyền mà giống như muốn nói chuyện là bằng ký hiệu. Chị kêu cháu rồi cái chị Gani làm chuyện này kia đó rồi chị Gani. Dạ. Rồi nó biết. Là bằng ký tự hả chị? Hay sao? Không, ra đi bằng tay à. Vậy cũng không biết chữ nữa. Là giống như chị với bé Huyền là có những cái ký hiệu riêng ha. Ví dụ khua tay thế nào thì
bé Huyền có thể biết là chị, nhưng chị kêu cháu mà làm món đó là chị ra đi chị. Dạ. Thầy không đúng, nhìn theo miệng chị, như chị kêu lấy đồ lấy son, nhìn theo miệng chị, chỉ là chị ra đi rồi nó đi lấy. À, vậy thì bé Huyền cũng đâu có phụ giúp được gì cho gia đình, không có được gì hết trơn, chỉ có được đòi cơm mà con ngủ, con nó ngủ gì được, nó đòi cơm cho chị với anh đi làm. Mà Huyền đang bé đó là con của Huyền luôn con à? Có Hiền, bé Hiền, con có bé Hiền luôn. Trời ơi, bé Huyền nhiêu tuổi mà có mới con? Có 14 tuổi mấy hả cưng. Trời kìa. À, đó chị với anh đi làm rồi về cũng như hơi tối gì đó, rồi cháu bị người ta dụ chị không biết, thế em mẹ ấm em đó, rồi nói chừng chị biết thì bụng cháu bự rồi. À, thì cái vậy. Nói ngay chị cũng không điều tra vậy trơn á, kệ đi, rồi con mình lỡ rồi cái hỏi nó đâu biết ai đâu, chị nó cũng không chỉ người đó nữa. Cũng sợ chị hả? Không chỉ đó, chị chắc chị cũng hoặc là có thể người ta là bịt mặt lại, hoặc là trong tối, hoặc là bé hoảng sợ, giờ bé cũng không dám chỉ đâu. Nhưng mà đặc biệt là em bé kháu khỉnh ghê á, nhìn cưng cực kỳ luôn. Phải 2 tháng mấy à? 2 tháng mấy nhìn cưng á. Rồi cái chị thấy cháu con nó vậy rồi chị với anh nó cũng khổ. Dạ. Cũng khổ rồi tính hồi đó tính đẻ ra rồi cho. Dạ. Rồi bên nội bên ngoại hơn. Ôi bé ho kìa chị. À, hổm gà nó bị ho. Cái là khi chị mà hay tin bé Huyền mà có bầu là khi đó là bụng bự rồi hả? 5 tháng mấy rồi. Là trước đó thì chắc bé cũng khổ, có những cái biểu hiện chắc chị không có gì hết trơn, bình thường ăn cơm ngủ là bình thường luôn, chị cũng không, bởi vì chị là mẹ chị cũng vô tâm luôn, thấy con mình bình thường như người ngày mình nuôi nó bị nó ốm gì nè, rồi chị đâu có nghĩ đâu. Cái nhỏ chị nó, nhỏ chị nó, con của chị nè, nó mẹ ơi sao bụng em con thấy nó gò gò à, cái chị mới la nó gò gì mà gò, nó ốm rồi nó ăn cơm no thẳng bụng thôi, thì mình la con mình vậy. Thì nó thấy lạ quá rồi nó mới đi ấy, em nó đừng quả lên có bầu rồi. Là chị thì có mấy người con chị? Hay ba, chị mình ba đứa con. Là Huyền là thứ mấy chị? Bé Hiền Út. Út hả? Vậy hai người con đầu thì lớn rồi ha. Chắc giờ cũng đi làm đâu rồi. Thằng trai nó đi theo cha nó rồi, còn nhỏ con gái có chồng cũng khổ đi bằng mướn rồi. À. Đi bằng mướn xứ xa rồi. À, vậy là bé Huyền theo rồi, chị. Bé Hiền, chị với bé Hiền nè, chị với anh Sơn nuôi bé Hiền. Chắc hai người con bình thường, hai người con đầu thì bình thường chị ha. Bình thường, nói chuyện bình thường luôn. Vậy mà đến bé Huyền không hiểu vì sao lại chị cũng không biết đó. Thấy bình nhìn thường. Mặt bé đẻ rất con là thương ra cũng luôn, thấy nó cũng bình thường, đựng đi sẽ chừng lớn là nó không biết nói chuyện, chị cũng nhìn khuôn mặt cũng dễ thương chị, sáng chứ đâu phải là như những người mà bị có khuyết tật đâu. Rồi là sau khi chị phát hiện được là bé Huyền có bầu là chị quyết định là để luôn hả, hay là sao? Có kêu bé đi bỏ? Có tính đi bỏ, có giờ kêu chị nó dẫn nó đi bỏ em bé, mà bác sĩ nói em bé bự quá rồi không được, rồi chim nghèo quá cũng nghĩ mà lỡ có sanh non không có tiền sanh. Người ta đòi ăn 10 triệu, nó ngay ta đòi ăn 10 triệu, hai chồng cũng gắng quyết định rồi, tính quyết định bỏ đó, bị gì để mắc cỡ bỏ là 10 triệu hả? Rồi cái hà kiếm được 10 triệu rồi có đem ra bác sĩ nói thôi cái thai bé Hiền nhỏ quá người ta không dám làm. Làm mới hỏi nợ đi trả nợ lo cái đi trả là người ta được mới. Rồi giờ cái nuôi bé Hiền thấy người ta nói vậy rồi cái về nuôi tính ra cái tính đẻ cho, rồi thấy cưng quá, rồi bên nội bên ngoại rồi mấy ông cậu nó rồi không có cho để nuôi. Để dành nuôi luôn đó, giờ nuôi được 2 tháng mấy rồi nè. Là khi đẻ ra là anh chị cũng có ý định đẻ ra là không cho chưa đẻ ra. Lúc chưa đẻ là chị có ý định thôi, mà chừng đẻ ra rồi là chị không có cho. Vậy thấy cưng quá ha, thấy cháu cưng quá. Cũng may là khi đó là không biết có phải là bác sĩ thương gì, những em bé hay không mà bác sĩ không cho bỏ. Ngay đầu tiên người ta đòi 10 triệu, người ta nói nước sanh non là 10 triệu. Dạ. 10 triệu của chị với anh mới đi hỏi nợ, tính là để mắc cỡ cái con mình còn nhỏ quá. Dạ. Thì sợ người ta ái nữa, cái cũng đi ký hỏi nợ 10 triệu đi khái ra, mà ra ngoài người ta nói thôi cái thai này bự quá, thêm bé Hiền nhỏ quá rồi yếu nữa, rồi người ta không dám làm. Dạ. Cái khoảng thời gian mà khi bé Huyền mà mang thai chắc là rất là nhiều khó khăn ấy, vì bé Huyền khá là ngây thơ chưa biết được chăm sóc đó chị ha, chắc khi đó chị cũng cực lắm. Hai chồng cũng đi mặn nuôi con, thì nó nghe đi hỏi nó thèm gì rồi nó chị nó có điện thoại đó, rồi nó coi trong điện thoại nó chỉ món đó rồi chị với anh mua cho nó ăn rồi kia vậy đó, có thì mua cho ăn, không có thì nhìn đi. Ngủ một đêm cháu này thức khóc mẹ đâu hay kêu mẹ nó chị khều á, nó
À, tại vì Là nó Huyền tâm biết là không có nghe thì để chú chứ con có khóc mà đòi 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 ăn cũng không có biết được, à, chị phải lại thức Huyền mới bởi biết hả? vì cái giặt cái bên chị là thò tay qua chị khều cháo kêu Tối là giờ Huyền với bé thì ngủ trong này luôn hả chị? ngủ trong trong này luôn Trời ơi, chỗ này chắc mưa có tạt dữ lắm. à, tạc đó nhờ bữa hổm nó ngay đó mà quân đó quân bạn mấy quân rồi đó À. à, cho chị được bớ sửa cái chòi với mua tôn dừng đó chứ bữa hổm trống trơn trống học và mưa còn như ở ngoài sân vậy đó cũng như này nè mưa À, cái bữa là hôm ướt là hết xung quanh không có cái gì hết ha. có Trời lá gắt rộng hết trơn à thương dữ à. rồi cái quân á nó ấy rồi các mạnh thường quân đó Dạ. cho cái chị kêu chị mua dây tôn chị dừng để đỡ tạm ở tạm Chắc bé Huyền giờ thì cũng không biết cách chăm sóc con mình chị hen. ngày cũng đỡ cũng cũng đỡ đỡ biết À. chị nha mà vậy đó chị đi nhà kia ai kêu chị làm tới chiều chị Dạ. về ở nhà cũng biết chăm con Tại vì lứa tuổi của bé Huyền lứa tuổi 14, 15 thì lẽ ngày ra giờ đi học á. ăn ngủ rồi với học không à Mà bé Huyền thì trước đó cũng không được đi học hay sao chị? không luôn cưng ở nhà ở với chị nhỏ lớn luôn đó Là không đi học lớp nào luôn không hả? có học lớp nào dân bị Trời con ơi, mình thương chưa? ăn vậy rồi là nó câm điếc sợ người ta không biết ấy khó khăn nữa rồi Dạ. thêm nghèo đó Chị mà bé Huyền mà đi học thì có thể có những kiến thức bé có thể phòng tránh được những chuyện đó chị chắc ha. chắc Nhưng mà với lại chị thì đi làm lũ suốt ngày vậy cũng ít quan tâm đến bé Huyền đó, để bé một mình trong này luôn hả? bởi vì có cậu nó thì ở nhà thì ba người lớn đi mặn hết trơn có bà hẹn ở nhà nấu cơm gì đó Dạ. về thì chấm nhau mà đồ ăn rồi cháu nhà thấy cũng đi ra đi vô nè rồi đó cái chiếc xe đạp chạy lên ngoại trên này nè đi chơi chừng nửa tiếng gì về á thích thì đi không thích ở nhà nằm lăn lóc vậy đó Dạ. đi ra đi vô rồi chị với anh bằng ở ngoài này nè vòng vòng cánh đồng vậy đó Thì chắc em nghĩ mà người mà có hành vi xấu với bé Huyền em cũng nghĩ là một người quen nào đó thôi. Biết giờ giấc của anh chị đi. chị cũng nghĩ vậy thôi mà kệ đi ai ai thấy bé Hiền vậy rồi làm thì người đó có tội đi nó ngay Dạ. ta cũng kêu chị đồ đi thưa đồ chị nói thôi thưa làm cái gì Thì mà cái chị này giờ thưa thì người ta có công tự nghiệp Dạ. kệ tự người ta biết tội trong lòng người ta à mà chị nói rồi nữa lớn lên mà không chị không cho nhìn đâu nếu có nhìn chị không cho nhìn Em đảm bảo rồi giờ mà khi mà bé Huyền sinh con hoặc là mang thai thì người đó rất là biết luôn á. Biết là con đó là của mình luôn á. chắc chị cũng nghĩ như vậy Biết liền chứ. à, Tại vì người ta làm thì tâm người ta biết, chỉ mình ta người ta biết thôi chị ha. làm tâm ta biết rồi Dạ. Thì em nghĩ có thể là bé Huyền biết mà bé Huyền có một là sợ, hai là gì đó không dám nói thôi. thêm thằng bé Hiền còn nhỏ quá bé Dạ. Hiền còn nhỏ rồi sợ là người ta sợ nhất là người ta sợ tù quá rồi nuôi bé Hiền tới 18 rồi nuôi con bé Hiền nữa Dạ. ta chị cũng nghĩ người ta sợ vậy thôi Dạ. rồi chị cũng thôi kệ đi mình cũng lỡ khổ rồi ở đời có đức một chút đi không có thưa gửi ai hết Vậy là giờ là bé Huyền ở nhà trông em bé vậy, hai anh chị cứ đi làm suốt ngày vậy ha. à, bữa nay nghỉ có Ủa à, cái công nhờ việc đó thì em nghĩ là lúc có lúc không chị ha, đâu phải à lúc nào cũng có. thì bữa nay tí xịt thuốc cho chủ này cái mà người ta không kêu thì vài bữa cách bữa hai bữa chỗ khác kêu vậy đó À, mình xịt thuốc vậy là người ta tả theo xào hay sao, hay theo công hay là theo ngày chị? ăn bình Anh bình hả? à, Bình được bao nhiêu chị? cái bình bình có 20.000 mà chị với anh xịt theo cái lấy cái phi đó trăm 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 ngoài vậy đó ăn phi hết hết phi rồi trăm À, mấy một vậy đó phi vậy trăm mấy hả? à Một ngày xịt được mấy phi vậy ăn chị? thua người ta ruộng ít ruộng nhiều À. ruộng nhiều thì mình được nhiều phi còn ruộng ít thì mình được ít phi Phải vậy đó đốt cực ha, mà độc hại nữa. không sợ gì thì chứ đi làm không làm lấy chi ăn Dạ. Thì hai anh chị sau này nối lại thì có thêm em bé nào chưa? không không có 10 năm rồi không có không có đẻ Vậy hả? Thì đẻ sinh 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 thêm em trời cho ơi anh vui. hai đứa giờ dừng chị nó ba hai đứa cháu nữa rồi giờ tới con bà Hiền nữa Dạ. thôi chị chỉ với anh nuôi cháu luôn cho rồi đi Ý là có người con cho anh vui. Anh ha. bên ảnh cũng có cháu và chị cũng có cháu À. À, trước là anh bên kia cũng có rồi ha. À. Ý là có giữa chị với anh thêm nữa thì vui hơn. À, gắn bó. Chắc để cho con bé Huyền lớn lên xíu làm đứa. Hả? không có ăn đâu em ơi Con bé nuôi Huyền hiện tại là đặt tên gì hả chị? hậu mẹ Hậu tên hả? Hiền con tên hậu Hiền Hậu hả? ừ buồn ngủ rồi
Nhìn quý cô chú anh chị, nhìn bé Huyền này, nhìn con với vẻ mặt rất là ngây thơ luôn. Chắc cũng chưa hiểu cái chuyện gì, cũng chưa biết cách chăm sóc con và cũng chưa biết cách để ứng phó với những cuộc sống thay đổi một cách đột ngột như vậy. Rất là thương luôn á. Còn em bé thì rất là kháu khỉnh. Cho em đi quay một vòng nhà chị một xíu nha chị. Quay lại đi cơ. Còn đây là ngôi nhà của anh chị này. Ngôi nhà này rộng chắc em nghĩ là khoảng 2 mét chị ha. Về nhà cũng cỡ 22 thước mấy. Dạ. Này cái bờ kinh đó, bờ kinh nó mới múc lên đó rồi chị hỏi người ta chị ban ra chị cắt con nước đó con. Hả? Ngoài em cũng cắt nước. Cái này chị, cái này mưa mà lớn thì nó ngập vô nhà không? À không cưng. Không ngập đâu. Bữa hổm mà nước ngập lên tới cái tới chỗ cái phi ấy luôn đó mà ở trong nó lé lé không có vô tới trong cũng đỡ. Cái chỗ này là nhà bếp chị hen. Dạ. Trưa nay thì anh chị ăn dùng cơm chưa? Mới dùng rồi hồi nãy ha. Cái này em nghĩ mưa lớn chắc dột dữ lắm. Dạ tạt dữ lắm luôn. Trời ơi thương quý cô chú anh chị. Coi tạt một ngôi nhà ngủ dữ lắm. Gọi là hay là giờ con gì không ở tạm bợ ở động người ta. Ngủ nút tai. Ngủ dữ. Ngủ hồ quậy quýnh à nha. Tới cỡ bây giờ nè. Quậy quýnh á. Đây là ngôi giường của hai mẹ con này. Bé Huyền với người con trai. Trong bên này thì anh giường anh chị. Ngoài kia thì anh chị có làm một cái chòi nhỏ để nuôi gà. Ngồi ơi. Ngồi ơi. Ngồi ơi, con buồn ngủ quá rồi, ngoại ơi. Nghe không? Mày cũng có ông bà ngoại chăm chứ không thì không biết ai chăm bé luôn. Có khổ nữa à. Liêm nó thức khóc. Nhỏ này đâu có biết gì đâu. Mình phải thức kêu. Không biết luôn à? Không. Thằng này phải khóc lên là phải kêu liền. Dạ. Yeah. Khóc là bố. Tại bé Huyền là còn nhỏ quá mà. Lứa tuổi tuổi ăn tuổi chơi mà. Nó bệnh tật, bị tật á. Dạ. Ở đây mà chiều mà mưa chắc em nghĩ gió vậy tạt vô đây ướt hết. Ướt hết trơn. Ướt hết trơn. Dạ. Mấy cái nắp này là mình làm để về để khỏi trơn hay sao anh? Lụm về là đã khỏi trơn đó. À. Cũng hay ha, để đỡ trơn. Đây rồi. Cái đất này giờ mà người ta cho mình cán nền thì có cán được không anh? Chị. Được. Được, bà chị nghĩ là chắc không được, không có tiền để cán đường đi ra cầu rồi không có tiền nữa. Không có tiền cán đường đi nữa, chú ơi, chú ơi. Đường đi ra cầu là vậy đó, mưa chị lót gán đi cho trơn sình không. Dạ. Buồn ngủ á. Buồn đi. Vô trong trống đi, vô trong giống trong đi. Giờ cho em đi ngủ. Vô trong giống trong đi con. Có biết ru không chị? Dạ, con rồi nha. Ý là cô biết ru không? À, ý chắc cũng hu hu ha ha vậy ha. Và con có chịu ngủ hay là phải bà ngoại ru mới ngủ? Không á. Nên mẹ nó cho bú cái ngủ à, cũng đỡ cũng dễ. Dạ. Giờ hai mẹ con vô võng kia rồi. Lắc lư trong á. Đấy. Chắc bé giờ là giống như là bú sữa sữa hộp hết rồi chị. À, sữa hộp bà hổm bé Quân có cho hai hộp mà mẹ nó cho bú sữa mẹ, sữa bú sữa mẹ nhiều hơn sữa hộp. Dạ. Bây giờ chị thấy nghèo quá này cho bú sữa hộp sợ sau này không có tiền mua sữa. À sợ ghiền hả? Sợ em ghiền sữa. Thì không có tiền mua sữa cho cháu ngoại tự nghiệp thôi cho bú sữa mẹ đi rồi chừng nào. Dạ. Đói đế quá hả? Nó tới nó biết cỡ 5-6 tháng cho nó bú sữa mà. Sữa dạ. Tươi đó, bịch 5-6 ngàn đó, mà dạ. Tập cho nó uống. Chứ nhưng mà cái sữa đó thì phải lớn lớn mới uống được. À, cái sữa bịch chứ. Chị sợ uống sữa hộp, sợ không có đủ tiền mua, sau này cháu nó ghiền không có đủ tiền mua. Dạ, ở đây thì hồi nãy em đi thăm đi xem một vòng thì tắm rửa thì mình tắm ở đâu chị? À, ở sao chị anh có bắt cái nhà tắm cho chị với nước xài nhờ người ta. Người ta cho câu cái câu nhờ đó. À. Chứ lúc trước chị xài dưới này nè. Lúc trước lấy nước sông xài luôn hả? Ờ, đóng một bước bơm lên đóng phèn xài.
Rồi cái người ta thấy tội nghiệp quá, anh nhà kế bên nhà thuốc bên đó luôn, kêu chị câu nước xài đấy đó. Anh mới đi mua ống về, đi mua ống về mà giờ quá trời, tháng đóng tiền nước quá trời, giờ tính nghỉ rồi nè, không có tiền đóng, đang một tháng như vậy là tiền nước là nhiêu, 200 mấy không đó, tháng giữa 550 ngàn luôn. Điện chị. Đây thì mình bắt ở đâu chị? Điện chị không xài bình, không có điện. Xài bình hả? Dạ. Máy phát điện hả? Không, cái đó của thằng em chồng nó gửi đó. Rồi đó, còn đi, mình đi. Xài điện thì kéo ở đâu? Chị mua cái bóng đèn bằng năng lượng mặt trời hả? Đó, năng lượng mặt trời với bằng đêm, có cái bình cho cháu ngoại, có bóng đèn mới lớn nè, có bình. Rồi là không có, không có điện gì hết. Không có quạt cho cháu luôn hả? Không có gì. Vậy sao cháu luôn. Ngủ được? Là ở riết thành quen hả? Ở riết cũng quen. Hết điện thì chạy lên trên nhà thằng em chánh sáng, yeah. Chánh có điện á. Ra chị xài bình không à? Tháng tới tháng cho tiền điện. Đến giờ là giờ đi ngủ hả? Dạ. Ngủ chưa? À, nên thức nãy giờ, chắc giờ ngủ rồi của thằng bé rồi đó. Để coi vô coi bé có biết ru không? Chị dắt vô, dắt em vô xíu chị. Em đi một mình em ngại. Trời, có gì đâu. À. Tối thì anh chị ngủ chỗ nào? À, anh chị ngủ bên đây, bé Hiền với con ngủ, bé Hiền ngủ bên đây. Sao cho ngủ bên này tạt hay sao chị? À, chỗ này tối tạc. Chị có miếng màn che để cho cháu, chừng nào mưa á, đêm thôi bằng ngày bít hết trơn, nó tối thui à. Rồi sợ mũi đen á, rồi chị mới chừa lại ấy vậy đó. Nè tối cái trên nè, bé Hiền, con bé Hiền có khóc là chị thọn tay qua chị nó khều bé Hiền vậy đó, là cho cho bé Hiền gì ở đó trừ một cái lỗ đó. Cho bé Hiền nó vô, cho con nó bú. Cười gì á, bé Huyền cười gì á? Cười với con hả? À? Là tối cứ khèo cái tay đó ha. Rồi, là con nó ẹ ra là chị lấy cái tay. Em tưởng là bà, con tưởng là bà ngoại ngủ với cháu luôn. Chật quá ha, cái giường này chật quá. Cái chỗ này ở chắc em nghĩ muối dữ lắm chị. Muối cái bà gì muối không đó. Bây giờ lục bình dữ lắm luôn, chị anh xịt đỡ rồi đó. À. Rồi nấu ăn ở đây tối thui vậy sao nấu? À, chắc chiều nó ngay chiều chị làm rồi hết trơn à, chiều ăn cơm với chiều khỏi 6 giờ rưỡi vợ chồng con cái cho mụn hết trơn. Yeah. Hiền vui con vậy đó. Thương quá, đang nói chuyện với con kìa. Vậy đó, hy vọng sau này người con thì lớn lên thì kháu khỉnh chị ha. Và cũng chăm cũng giỏi nữa cho mẹ đỡ cực. Chị cũng cầu cẳng vậy cho mẹ nó, nuôi mẹ nó sau này á, chứ chị cũng đâu có sống được bền lâu nuôi cháu hoài đâu được. Yeah. Cũng người ta cũng khuyên hoài, cứ gắng nuôi nữa, nuôi mẹ nó lại. Dạ. Yeah. Cái này thì mưa, vừa mưa thôi, khuya có chuyện chị đang nghe tiếng ồn rầm rầm trên mấy tô này, vì cái trần này rất là thấp này, chị đứng thì gần tới cái đầu luôn rồi. Tại vì ở đầu của người ta đâu có dám lợp tôn, lợp tôn sợ người ta không cho ở rồi. À. Không có chỗ ở. Ở đậu với lại cái miếng đất này chỉ giống như làm tạm chị hết, đâu có làm kiên cố được. Thì anh chị hiện tại thì có miếng đất nào riêng không hay sao? Ở trên bà nhà chồng có miếng đất riêng mà đi bằng mướn, nhưng mà quan năm thúc tháng không có để dư mà cắt cái nhà. thấy gì ở đậu luôn. Vậy hả? Sao khóc vậy kìa? Khóc lắm đó, dữ dữ. Nằm ơn rồi đó. Đây, mẹ đóng cửa đây, mẹ đóng cửa tạm. Sao khóc rồi con? Nó đòi nằm ơn đó rồi đó. Dạ. Mẹ xuống dưới đi, mẹ xuống dưới cho nó nằm mình ơn. Đung đưa cái giống á. Huyền cười tươi ghê á. Nếu mà giờ chị, giờ mà mình mà giống như là có một ít tiền thì vẫn có thể có đất để cất nhà đúng không? Đỡ khổ. Cũng đỡ khổ. Nhà tiền mà chế mà thì... chị thì cất nhà tiền chế mà. Nếu mà chị cắt được cái nhà rồi phải không, chị cũng cho bé Hiền về trả nợ rồi chị cũng đi tới luôn. Cái trò này giống như thẳng thấy người ta kêu mằng ruộng ở đây cũng quen rồi đó. Người ta kêu mình mằng chứ không gì nữa, lại để bé Hiền một mình nữa nguy hiểm nữa. Không, ở đó gần bà nội nó, gần ai biết được, cũng lẽ bà nội lúc nào cũng ở Huyền. Không có, cũng như là bằng ngày chị lại đây chị mằng, rồi bằng đêm về trển với ảnh, giống như mình đi mằng đây người ta kêu mình gì đó, về trển cho người ta không kêu mình đó, mấy người quen á. Sợ mất công việc hả? Trời ơi, thương chứ. Không. Giờ mất công việc thì lấy gì mưu sinh ra? Thì bảo vậy mất công việc. Hồi đó chị đi mặn ở hải sản ở ngoài Ốc Trăng luôn á, đi đủ mặn, đủ chỗ hết trơn á. Đi cái gì cũng mặn hết trơn á.
Giờ mà nghĩa là chị sợ rời khỏi chỗ này thì sẽ mất hết công việc ha, người ta không biết mà đường mà kêu ha. À, khi mà sợ nó hói cắt cái nhà thì à, cắt rồi thì cũng về trả nở thôi, nhưng đất này người ta bán rồi, cũng đâu ở được đâu, ta bán đất rồi. Cái này chị ở tạm thôi. Ở tạm thôi. Mai mốt người ta cũng mời mình đi. Tại mình biết. Nói đuổi thì hơi nặng, nhưng mời mình đi. Tại mình biết luôn à, thành ra bán đất được rồi, tại mình biết rồi. Là người ta cũng bán rồi chị ha? Bán rồi. Ta lên điện thoại bán rồi. Dạ. Thường ngày chị cứ đi làm suốt ngày, giờ là đi chợ đi búa luôn ha. À, khi chị mời mai chị đi mặn phải không? Chiều nay chị đi chợ đi mua đồ ăn sẵn tới mời vậy đó. Cái giờ mời đi mặn về, cái chiều đi chợ. Dạ. Mua đồ ăn sẵn nấu cho cháu vậy đó, cái nay bé Hiện nhà nấu cơm được. Cái cơm. Nhà này không biết anh chị dựng thì có chắc không ta? Chắc ha? Chắc. Chắc đào sâu lắm. Chứ em sợ mưa gió để cháu nằm trong này với bé Huyền nằm trong này. nhóc cu này cưng ghê á. Hiền hậu hả? Là trai hay gái chị hen? À, con bé Hiền hả? À. Trai. Trai hả? Một bé trai rất là kháu khỉnh luôn. Huyền ơi, cho chú về nuôi không? Cho chú. Cho chú con ha. Không chịu rồi. Cho không? Cho chú về chú nuôi. Cái Huyền giờ đâu có ai nuôi đâu. Nha, cho chú em bé. Em bé. Nha. Cho không? Chịu không? Cho không. Hả? Cho rồi kìa chị. Cho là ẩm luôn đó, ẩm đi luôn đó. Cho không? Chị thử lại nói ký hiệu nói cho coi Huyền phản ứng sao. Cho không? Cho cậu không? Không. Cho đi. Cho đi cho 20 triệu. 20 triệu tiền. Chịu không? Cho. Không. Huyền như vậy thì có biết thương con không chị? Thương, thấy thì chị thấy cũng thương con lắm. Đừng, hai mà khi bằng đêm con nó thức trước đó, cái hai mẹ con người ta trong mùng hí hớ với con vậy đó. Không có hôn con vậy đó. Thì cũng may bé dù mẹ khờ nhưng mà bé chắc cũng ngoan chị hả? Đêm có hay quấy không? Trừ ra khát sữa, mẹ ngủ mê thôi chị mới kêu. Dạ. Ấm em khóc khóc kìa. Con khóc kìa. Chị nói ngay chị cũng tập cho cháu nó dễ, rằng mình đi làm này kia. Mình ngủ là thấy chưa? Cho đi, con ngủ đi Huyền. Đi ra giỏng ngoài này nè, ra giỏng rồi. Đi ra giỏng không có đưa, đi ra chỗ cô ba kìa, đưa em đi. Giỏng nó giỏng này đưa sợ đụng cây. Đi ra ngoài đưa em cho mát đấy con. Ôi, sống trong một ngôi nhà không điện, không nước mà chật hẹp như vậy. Bốn người. Vợ, mẹ, Dượng, Huyền 14 tuổi và người cháu 2 tháng là cô Hai. 2 tháng mà 2 tháng mấy rồi? Dạ. Khi sinh ra chắc cũng lớn ha. Bà kia 6. Ôi cũng bự chứ. Tính ra bé Huyền cũng giỏi chứ. Là khi đó sinh mổ hay sao chị? Sinh thường là cưng. Giỏi ha. Ngay đây chị làm mẹ chị cũng biết chị dạy cháu này kia vậy đó. Cani đó đừng này kia đó rồi cũng đỡ. Rồi chị nó cũng chị nó rồi 3, về chăm tiếp vậy đó. Dạ, 3,6 mà sinh thường cũng Huyền cũng giỏi. Tại vì Huyền quá nhỏ. Quá nhỏ bởi vì nhỏ thì đi ra ngoài ai cũng kêu cũng la chứ. Ví dụ như người lớn thì cũng nói sao Huyền nhỏ quá. Tại nó nhỏ con. Nhỏ con nhỏ. Ôi. Tuổi nữa. Đây là gia đình mình là nấu củi bếp không hả? Nấu củi không, lôi củi ở ngoài vườn vô chờ chặt phơi chờ. Sao không mua cái bếp ga cho đỡ? Kìa của thằng em rể nó cho kìa mà. Không có tiền đổi ga mà cái lò ga đó cũng bị hư rồi. Đâu cái nào? Cái lò ga đó thằng em rể của anh Sơn nó cho mà nó bị hư rồi. Cái cháy của thằng bên nè. Vậy hả? Chắc cái bình này, cái bếp này tốn ga chứ. Rồi cái nói ngay chị rồi lúc này ga mắc chị cũng không. Nó là mặn ngày qua ngày cũng không có dư mà để đổi ga nữa. Ủa làm ngày thì hai vợ chồng cũng đỡ chứ. Rồi mấy bữa không đó. Công việc thì lúc có lúc không ha. Nếu có lúc không chứ không phải là được mặn mỗi bữa. Nhìn khi chị đi mặn một mình cũng có, rồi ảnh mặn một mình cũng có. Thì mặn bữa thì hai chồng cũng con cái ăn cũng hết. Ngoài cho chuyện cho mát chị. Chị nhìn anh nhà cũng hiền đó chị. Hiền phô vậy. Không hiền khô à. Ê, trời. Anh thì năm nay lớn tuổi, tóc cũng bạc hết rồi. Dạ. Nè, đấy lên đó. Ừ dạ. Đây, mà đưa con nghe. Ôi.
nó chỉ với em đi. Nó chỉ với em đó. Nè, nè. Chiêu nó. May có ông bà ngoại không thì Huyền không biết làm gì luôn. Xin Huyền em bé về nuôi mới được. Huyền. Ơi. Cho. Cho nè, cho đi. Cho tiền, lấy không? Tiền nè, đổi tiền lấy con, đổi không? Nè, tiền nè. Nè, cho tiền. Nhóc luôn. Nè, lấy không? Sao? Yeah. Bán em bé đi. Bán không? Chịu không? Vô đây nè. Không. Không chịu bán hả? Không chịu nè, Huyền. Quân băng đó, quân lại đi quay chứ nè, đúng đấy. Cho cậu đi. Cậu về cậu cho tiền không? Đây để dụ mua coi. Nè. Ôi, bé đó. Không. Ấm nha, ấm gì đâu đi. Nè, tiền nè Huyền. Nè. Lấy á, em đưa lấy á. Ý là lấy con. Không chịu không hả? Chịu đâu, dễ gì. Ông ngoại thì giờ đang vào trong đó ru cháu. Phải ông ngoại cũng chịu thừa chịu khó ha, hiền hiền khô. Hiện tại chắc hai mẹ con đi ngủ rồi hả chị? À, đi ngủ rồi, gần rồi, cha cháu ngoại nó quậy rồi. Đất cũng hơi lâu rồi. Thức trước mấy em lại nữa. Dạ, khi thật sự khi gặp bé Huyền như vậy rất là thương á chị. Tại vì bé Huyền vừa không được như bao như người bình thường khác. Bây có khuyết điểm hả chị? Cháu nó có một mình, ít có bạn lắm. Không có bạn đâu hết trơn. Dạ. Có bà lên ngoại được, có hai đứa bạn gái chơi ra đi ngang cũng nghe cũng ghé kêu nó hoài. Bây giờ người ta biết ta có con, người ta cũng không đi lên trển, người ta biết bắt cỡ cái gì á. Ta không có đi lên trển chơi. Rồi... Nghĩa là những người bạn đó trước có chơi ha, từ khi mà... Còn cũng nhỏ nhỏ, bằng tuổi bé Hiền vậy nè. Từ khi thấy bé Huyền có con vậy là ít lui tới hả? Không, cũng lui nữa mà bé Hiền cũng như bé Hiền biết bé Hiền mặc cảm. Có thể trong thâm tâm, tâm trí của bé Huyền là mặc cảm với bạn bè. Trước giờ chỉ có hai người bạn đó thôi ha. Mà giờ bé Huyền cũng không dám lui tới nữa. giờ có con rồi cứ mặc cảm. Bạn đi ngang cứ chỉ biết bạn đó mà. Không ấy. Ngày xưa chắc thấy bạn là kêu vô liền. Kêu. Mà nay thì thấy bạn đi trốn hả? Không phải trốn mà cũng như là không giờ không thích là không giờ không dòm nó thẳng không dòm đi bởi vì tự bé Hiền mà biết mặc cảm bé Hiền ơi bé Hiền. Dạ. Cũng hy vọng là một ngày nào đó thì anh chị sẽ có một cái số tiền nho nhỏ ha. Cất cái nhà tạm trong miếng đất của mình thì sống. Thì sống đây thì cũng sắp bị người ta mời đi rồi. Em nói nếu mà đuổi thì hơi nặng. Chắc người ta cũng phải mời đi vì người ta bán chỗ này rồi. Và điều đặc biệt nữa bé Huyền còn rất là ngây thơ ấy chị. Lứa tuổi 14 mà giờ phải chăm sóc một người con như vậy. Nhiều khi tự chăm sóc bản thân còn chưa xong chị hả? Khi trời, khi chị đánh nữa, giận quá chị đánh á, như là mình con mình nó cũng như nó chưa biết đó, cái đó cái gì đó rồi chị giận á chị la vậy đó la mà vừa la mà vừa ra đi vậy cũng làm tập nó làm thì cũng không để con mình người cháu rồi bỏ đâu giờ thôi nuôi luôn hai chị chồng kệ đi có gì ăn nấy dạ nhiều khi vậy cũng có cái gì đó buồn và tủi thân gì hết đêm đêm chắc chị cũng suy nghĩ nhiều lắm. Thấy bé Hiền mặc cảm với mấy bạn của mình cũng thấy tội nghiệp con mình. Dạ. Tại nói cái biết sao giờ mình. Còn cái này cũng không phải không thể trách bé Huyền được chị ạ. Thì bé Huyền còn đâu có trách cho con chạy chị đâu thì kệ đi giờ mặc ai nói thì mình chỉ với anh giờ nuôi cháu rồi, khỏe. Tại vì cái này cũng trách bé Huyền được, trách người ta một người nào đó xấu xa thì người ta cũng em nghĩ là cũng biết hết á, biết bé Hiền vậy hết trơn á, tại người ta không dám nhìn thôi cưng ơi, chị nghĩ là người ta không dám nhìn. Một là người đó người lớn rồi sợ mang tiếng mang tiếng rồi mắc cỡ nữa rồi chị thấy chị nói thôi kệ ai làm thì người đó có tội trong lương tâm người ta biết ta có tội ơn người ta nếu chị cũng không thư gửi gì hết trơn nếu mai mốt bây giờ ví dụ như khi bé Huyền đủ 18 tuổi
người con lớn mà người đó tới nhận nhận không, con thì không, chị không cho, không cho đâu. Chị nuôi cháu ngoại, nuôi trừ ra bé Hiền nó thương người, người khác lại thương bé Hiền. Dạ. Sao đó chị không không đâu. Chị dạ. không cho nhận đâu. Dạ chị quyên quyết là giữ cháu không, mình ha, không cho người ta nhận. Không không cho nhận luôn. Dạ. Cho chị với anh nuôi tới lớn nên bằng chung với ông nuôi. Dạ. Hữu hỷ. Thì em cũng hy vọng là bé Huyền sau này thì sau những cái lần vấp ngã như vậy á, thì có thể chắc biết bảo vệ biết. Mình á. Và cũng mong là sau này chị có đi làm thì cũng quan tâm bé nhiều hơn. Chắc trước thì nếu mà nói thì đó sự... đó mà nói câu mà mình không quan tâm mà cũng tội nghiệp cho con mình, vậy mình nghĩ mình nghèo đi mặn tới chiều mới về, tới chiều mới về. Cũng vì cuộc sống thôi chị, cũng không ai muốn như vậy. Thì chị cũng muốn ở nhà chăm bé Huyền, nhưng mà nếu mà ở nhà như vậy thì lấy cái đâu để mưu sinh, lấy cái đâu để ăn uống. Có một mình anh đi làm cũng đâu có đủ ăn đâu. Dạ, khi hai chồng đi mặn không đủ ăn nữa. Dạ. Thì cũng không có thể trách được, cũng không trách bé Huyền mà cũng không trách cho chị. Không chị... có chị với anh không có la con tiếng nào hết trơn. Dạ. Không la cũng không đánh luôn nữa. Và có thì hỏi nó, Gani nó là người đàn ông vậy đó. Nó không nói rồi, chị với anh bỏ luôn, không không quan tâm tới nữa thì là nuôi cháu ngoại luôn đó. Dạ, có thể là khi đó bé Huyền sợ hãi và bị người ta hù dọa gì đó nên bé chắc, sợ không dám nói. Chắc chị cũng độ vậy. Dạ, thì không sao, giờ sinh ra được em bé kháu khỉnh như vậy thì cũng là niềm vui của hai ông bà. Với thấy bé Huyền mà nhìn con á, thì bé Huyền cười rất là tươi, nụ cười tự nhiên và tươi, nụ cười hạnh phúc đó chị. Thì có người con để ngày... hàng ngày cứ tâm sự với con, giỡn với con vậy cũng đỡ. Như chị với anh đi làm rồi thì hai mẹ con luôn giỏng túc tắc túc tắc tới 1-2 giờ chị với anh về vậy đó. Dạ. Thì hôm nay em được người bạn anh Quân, em Quân nó giới thiệu tới đây thì tới thăm hoàn cảnh gia đình anh chị với thăm bé Huyền gì đó, rất là thương bé Huyền. Lứa tuổi mà lứa tuổi đúng ra là lứa tuổi học sinh á, giờ là còn đi học á. Còn đi học. Mới có 14 tuổi mấy à. Nghĩ là hồi đó ngày xưa, ngày xưa cũng không chịu cho bé đi học vài lớp. Chị á. Chị thì nghĩ chị còn không biết chữ nữa rồi, nghèo nữa rồi đâu có dám cho con. Không có sợ mình gửi con mình đi nhiều ra khi, ngoài chốt căng vậy đó rồi. Không có tiền sợ người ta không lấy con mình đó. Dạ dạ. Hy vọng thì khi bé lớn hoặc sau này thì chị sẽ dành nhiều thời gian quan tâm bé Huyền nhiều hơn chứ để xảy ra thêm một lần biết nữa. Biết rồi, chị với anh sợ rồi đó. Bây giờ nhưng khi người ta kêu đi mặn hai chồng tới 5 giờ chiều thôi, bữa đó ông đi mặn tôi ở nhà vậy đó, cũng thôi tôi mặn tới 2 giờ tôi về thôi. Không mấy thì ông về trước vậy đó. Đứa về trước chăm xã hội giờ khá là phức tạp chị ạ. Nguy hiểm quá. Thì hôm nay em tới thăm vậy đó, thì em có xin trích một số tiền để gửi cho bé Huyền với chị mua sữa cho cháu Hậu ha, bé Hậu. Một bé trai rất là kháu khỉnh luôn. Hôm nay thì xin phép được trích ở đây là của cô Tư Nguyên Hồng. Xin phép trích của cô 2 triệu đồng gửi trước cho chị mua sữa cho cháu vậy đó. Với lại mua thức ăn bồi bổ cho bé Huyền, nhìn bé Huyền ốm quá. Ăn được cái gì không biết nữa. Thì nó không, nó nhỏ con gì đó giờ luôn á. Bởi vì chị mới không biết coi cháu con mình có bầu đó. Thì nếu mà có quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân nào mà giúp đỡ cho gia đình em anh chị thì em sẽ quay lại và trao cho gia đình. Hiện tại thì em xin trích trước 2 triệu để chị có tiền mua sữa cho cháu ha. Mua thức ăn những ngày tiếp theo. Mưa gió này cũng đâu đi làm việc gì. Số tiền này con xin phép trích của cô Tư Nguyên Hồng. Cảm ơn cô đã tin tưởng con. Bây giờ thì con xin trao lại cho những hoàn cảnh khó khăn như gia đình anh chị đây. Chị thay mặt bé Hiền, chị là mẹ bé Hiền, cảm ơn cái cô đó với cái cảm ơn em nhiều, cảm ơn cô đó rất nhiều luôn. Cảm ơn em nữa. Không có gì đâu chị, cái này giống như là cô gửi cho em vậy đó, để gặp những hoàn cảnh để trích ra để trợ duyên với cô tạm thời trước mắt. Còn chị có duyên với quý cô chú anh chị hay quý mạnh thường quân hay không thì nếu có thì em sẽ quay lại sớm nhất để hỗ trợ gia đình mình. Được cái gì thì vui cái đó chị hen. Thì video đến đây cũng khá dài rồi, đồng thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của đồng nha. Đồng chào cả nhà. Em chào chị nha.